Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những thông tin ngày hôm nay đi Thì các bạn thấy được là sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là Ork Invest tiếp tục đi thu mua những cái cổ phiếu liên quan đến crypto Chúng ta đang nghe nói tới Invest. À, thu mua thêm cổ phiếu của công ty Square Thu mua thêm à, hôm nay thì lại tiếp tục thu mua thêm GBTC Tổng cộng là 310.000 cổ phiếu của GBTC đã được thu mua Đây là thông tin À, hồi sáng này nhưng mà đã được thu mua ngày hôm qua nghĩa là gần 8 triệu đô la tiếp tục được thu mua bởi iConvest Và đương nhiên người cho màn hình đấy chính là Katy Wood của iConvest Một trong những người mà sẽ nói chuyện trực tiếp với lại Elon Musk ngày mai Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin về ngân hàng đi Thì trước hết chúng ta hãy nói về thông tin được chia sẻ bởi Fidelity thì đây là một cái bản bỏ phiếu thống kê Thì Fidelity đã thống kê Họ đã hỏi tổng cộng là 1.100 người bỏ phiếu về cái phương diện đầu tư tiền kỹ thuật số và đương nhiên những người mà họ kêu gọi bỏ phiếu đó là không phải là những nhà đầu tư thông thường mà họ là những tổ chức đầu tư những người mà có tiền thì những khách hàng này của Fidelity đó đã cho biết là hiện bây giờ đó là khoảng chừng là 50% của cái số lượng 1.100 người này đã đang đầu tư vào tiền crypto này và 70% có nghĩa là 70% của cái số người bỏ phiếu này nói là trong thời gian tới đây họ sẽ tiếp tục thu mua thêm về tem hiểm đương nhiên các bạn thấy được là lòng tin của những nhà đầu tư lớn và trong chuyện này đã vẫn còn rất là cao thì chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự của năm ngoái đi thì năm ngoái cũng có cuộc bỏ phiếu tương tự nhưng mà năm ngoái đó thì chỉ cho thấy được là chỉ có 27% của những người mà tham gia bỏ phiếu nói là đang đầu tư vào tiền kỷ lục số Bây giờ các bạn thì được là con số nó lên tới 50 và trong tương lai sẽ lên tới 70 Dù theo bài bỏ phiếu này. Và phần lớn thì họ vẫn đầu tư vào Bitcoin trước, Ethereum là thứ nhì. Tại vì sao? Tại vì đương nhiên đây là hai cái đồng dẫn đầu thị trường này, đây là hai đồng mà có vốn hóa lớn, hoặc có thể là ra vào mà không có sợ liên quan tới tính thanh khoản. Đây là cái thông tin bỏ phiếu của Fidelity. Chúng ta hãy nói tới một ngân hàng khác nữa, đó chính là JP Morgan. Thì ngày hôm nay đó Ngân hàng JP Morgan thông báo đó là họ thấy cái sự hứng thú liên quan tới Bitcoin đến từ những cái khách hàng mà có tiền của họ rất là nhiều. Có nghĩa là nhiều người hỏi và muốn đầu tư vào Bitcoin xem Bitcoin như là một loại tài sản. Thì chúng ta thấy được đó là cái điều thú vị đây đó là JP Morgan ngày hôm nay, đây là cái ngân hàng rất lớn ở Hoa Kỳ thông báo là nhiều khách hàng có tiền xem Bitcoin như là tài sản và muốn mua. Nhưng mà trong khi đó đó BlackRock công ty đầu tư khác lại nói là không thấy khách hàng nào hỏi về Bitcoin và Goldman Sachs nói là không xem Bitcoin như là tài sản thì ai đang lừa gạt chúng ta khi mà các bạn thấy được là mỗi ngân hàng đều nói ngược lại với nhau JP Morgan, đây là thông tin ngày hôm nay nói là họ thấy rất nhiều khách hàng hứng thú và xem Bitcoin như tài sản nhưng muốn thu mua nhưng mà các bạn thấy được cái đây không lâu, cái đây là chỉ có 6 ngày thôi thì CEO của BlackRock, đây cũng là một ngân hàng đầu tư rất là lớn, nói là không thấy nhiều người hỏi về Bitcoin và đương nhiên Goldman Sachs cách đây khoảng chừng là vài tuần thì lại nói là à, không xem Bitcoin như là một loại tài sản. Thì có nhiều bạn cũng đã chỉ ra được là những ngân hàng này đó, tùy theo là những ngân hàng này họ đã thu mua được bao nhiêu Bitcoin rồi. Nếu như họ chưa thu mua đủ thì nên là họ vẫn tiếp tục mua giá thấp để thu mua. Cho nên những lời phát biểu của họ chúng ta không thể tin cậy được. Các bạn thấy được chúng ta không nên nhìn những gì họ nói mà chỉ nên xem những gì mà họ đang làm. Cho nên chúng ta không nên nghe những gì họ nói mà chỉ nên nhìn những gì họ đang làm. Và nói tới đây đó thì các bạn thấy được là ngân hàng JP Morgan à, hiện bây giờ đó là đang mướn rất là nhiều người và tổng cộng các bạn thấy được là ở trên trang web của JP Morgan đó là họ đã đang có là 81 vị trí họ đang tuyển nhân viên. Và những nhân viên này đó là những nhân viên mà phải hiểu về blockchain Phải hiểu về bitcoin Và phải hiểu về ethereum Phải hiểu về hệ thống proof stake Trước đây đó, nhiều năm, trước đây khoảng chừng là 3 năm, năm 2018 đó Thì mọi người đều nói là không ai cần Bitcoin, không ai cần Ethereum hết á Những ngân hàng, những công ty họ sẽ tự có blockchain riêng Và thường thì không tin điều đó, thường để chia sẻ với các bạn là Blockchain nếu như mà một cái giá trị là phải là Blockchain công cộng chứ không thể là Blockchain tư nhân Tuy nhiên có nhiều công ty như là JP Morgan thì họ vẫn tiếp tục uh, triển khai những cái dự án Blockchain tư nhân như là dự án uh, Onyx uh, của JP Morgan để có đồng JPM nhưng mà đây là những cái đồng mà chỉ chạy trong hệ thống ngân hàng của họ mà thôi chứ không phải những đồng như là Bitcoin và Ethereum Bây giờ họ vẫn tiếp tục muốn tuyển nhân viên mà biết gì Bitcoin, biết gì Ethereum, biết gì Proof Stake Tại vì sao? Tại vì DeFi mới là tương lai sau này nếu như mà họ muốn thật sự là tiếp tục có thu nhập cao trong thị trường tài chính Thì họ cần phải biết về Bitcoin, biết về Ethereum, biết về DeFi và những cái dự án liên quan Đây là thông tin liên quan tới JP Morgan Kết thúc nữa cũng là một cái thông tin rất là lớn Đó chính là chúng ta thấy là Paul Tudor Jones à, Đây là một nhà đầu tư rất lớn Thì Paul Tudor Jones à, đã là một trong những người đầu tư tổng cộng là 900 triệu đô la Vào trong cái đợt kêu gọi vốn Series B của sàn FTX ngoại trừ uh, Portfolio Jones chúng ta có những cái tỷ phú khác như là Alan Howard, công ty Subbank Sequoia Capital, Circle, Panex vân vân đây là những công ty mà đã chăm thêm vốn Cho sàn FTX ở Series B là chăm thêm 900 triệu đô la bây giờ sàn FTX uh, đã dự đoán là khoảng chừng là 18 tỷ đô la rồi có nghĩa là cái uh, giá của sàn này đã lên 18 tỷ con số rất là cao và bây giờ đó CEO của sàn FTX là Sam bankman Free là người giàu nhất trong thị trường crypto này với cái uh, tài sản lên tới 16,2 tỷ chuẩn đoán hiện bây giờ và nhiều bạn có thể uh, muốn hỏi là Series B là gì? Tại vì chúng ta thường hay thấy đó là những dự án, những cái công ty họ kêu gọi uh, vốn là Series A, Series B, Series C thậm chí là D, E, F vân vân. Thì cách mà hiểu đơn giản đó là trước khi mà chúng ta À, có một công ty thành lập trước khi mà có thu nhập đó thì à, nhiều người coi đó là pre funding có nghĩa là chúng ta cần những người mà cực kỳ tin tưởng như bảo hiểm thường đó đó là những người mà quen biết chăm vốn vào để các bạn có thể thành lập công ty sau khi công ty thành lập rồi đã hoạt động và có một số thu nhập thì có thể là kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư khác nhưng mà đó là cái đợt đầu tiên gọi là series A sau đó đó các bạn thấy được là công ty đã có thu nhập và muốn tiếp tục tăng nguồn thu nhập đó lên thì có thể kêu gọi thêm à, vốn để mà mở rộng ra gọi là cvb gọi là cái đợt thứ nhì đợt b rồi sau đó nữa đó nhiều công ty sẽ kêu gọi cái vốn lớn hơn nữa để có thể là phát triển rộng hơn à, chuẩn bị để mà lên sàn gọi là C và sau đó thường họ sẽ lên sàn chứng khoán của hoa kỳ hay là chứng khoán của cái nơi mà họ kêu gọi vốn nhưng mà nhiều công ty có thể là họ tiếp tục à, muốn kêu gọi thêm vốn nhưng mà không muốn lên sàn họ có thể là có những cái đợt kêu kế tiếp như là DAF vân vân thì bây giờ cái mà chúng ta đang thấy là cái đợt thứ nhì kêu gọi vốn lớn của sàn FTX gọi là Series B kêu gọi 900 triệu đô la tôi nghĩ trong tương lai sàn FTX sẽ là một cái sàn rất là lớn chứ không phải là chuyện dẫn đâu có thể là ngang hoặc là có thể là mạnh hơn cả sàn Binance chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin liên quan tới pháp lý đi thì nhiều bạn hỏi thuận là cái cuộc họp ngày hôm qua đó liên quan đến à, chính phủ Hoa Kỳ Trong đó chúng ta có những cái bộ phận như là à, bộ phận quản lý chứng khoán Hoa Kỳ à, Cái à, bộ phận bảo hiểm tình gửi ngân hàng liên bang của Hoa Kỳ FDIC hay là bộ phận quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ Cùng với lại bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen Đã nói gì về những cái đồng ổn định Thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có thông báo chính thức chỉ biết đó là cái điều mà rất là quan trọng bây giờ đối với janet yellen và chính phủ hoa kỳ à, là làm sao để có những cái luật để có thể là quản lý những đồng ổn định cái mà chúng ta thấy tốt ở đây đó là không có phải là chính phủ hoa kỳ muốn cấm đồng ổn định chỉ là muốn quản lý mà thôi và cái cuộc họp đó chủ yếu nói về cái mặt tốt và mặt xấu của những độ ổn định này cũng như là cái lợi ích cũng như là rủi ro nếu như mà Hoa Kỳ có một độ ổn định riêng hay là Hoa Kỳ có thể sử dụng những độ ổn định mà có sẵn trên thị trường đây là những điều mà đã được nói tới nhưng chúng ta vẫn chưa thấy nhiều thông tin chỉ là một cuộc họp để mà đàm phán có làm sao để có thể viết những cái dự luật để chúng ta có thể quản lý thị trường crypto này thông qua những độ ổn định kế tiếp nữa đó chúng ta thấy được là nói tới pháp lý đó thì ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một thông tin đến từ Châu Âu thông tin này đó khi mà các bạn đọc những cái tin tức nó dễ gây cái sự hiểu lầm lắm tại vì những tin tức đó, thì họ thích viết những cái kiểu như là châu âu muốn cấm những cái địa chỉ ví mà không rõ danh tánh Thật ra cái mà châu Âu muốn làm ở đây đó Cái mà chính phủ châu Âu muốn làm ở đây đó là Họ muốn nếu như mà di chuyển hơn 1.000 đô la Thì những cái địa chỉ ví đó cần phải biết là người gửi like và người nhận like Đương nhiên đây chỉ là những cái điều mà được bàn tới mà thôi Những cái luật chính thức chúng ta vẫn không thấy những thông tin